Chiều ngày hôm qua, mùng 7 tháng 5, tại cuộc họp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải đường sắt, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ông Đinh La Thăng đã yêu cầu thanh tra bộ tiến hành thanh tra toàn diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Bộ trưởng cũng yêu cầu Tổng công ty tiếp tục ra soát lại các ban trực thuộc để giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả hiệu lực. Chậm nhất là trong tháng 5 phải hoàn thành các định mức đơn giá làm căn cứ xây dựng giá thành, xác định lại giá vé tàu cho hợp lý. Đích thân Bộ trưởng mỗi tháng sẽ họp một lần với đơn vị này để kiểm điểm hoạt động, sau những bê bối trong quản lý đầu tư xây dựng, tổng công ty đường sắt đang phải hoàn tất thủ tục đề xuất phê duyệt nhân sự, tổng giám đốc mới thay cho ông Nguyễn Đạt Tường, tờ trình phải gửi tới ban cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 10 tháng 5. Vấn đề nhân sự của ngành đường sắt thu hút sự chú ý của dư luận khi vào ngày 21 tháng 3, tờ Yomiuri và nhiều tờ báo của Nhật Bản đồng loạt đưa tin về ông Tamio Kakinuma chủ tịch công ty tư vấn đường sắt GTC đến cơ quan điều tra khai báo tự nguyện về việc hối lộ quan chức cấp cao của đường sắt Việt Nam để đổi lấy việc trúng thầu dự án ODA. Bộ Giao thông Vận tải ngay sau đó đã cử người sang Nhật Bản để tìm hiểu thông tin. Đến nay, nghi án nhận hối lộ vẫn chưa có kết luận chính thức.